Ngày 31 tháng 1 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với hai cha con cho vay nặng lãi Trần Viết Lộc, 59 tuổi, ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và Trần Viết Ba, 29 tuổi, về hành vi giữ người trái pháp luật. Theo thông tin ban đầu, tháng 5 năm 2018, Võ Anh Quốc có vay của Ba 50 triệu đồng là tiền của bố mẹ Ba và thỏa thuận lãi suất 10.000 đồng một ngày 1 triệu đồng. 7 tháng sau, Ba tính cả gốc và lãi cho Quốc là 155 triệu đồng. Ba đòi tiền nhưng Quốc không trả. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ba chở Quốc về nhà mình và dọa nạt đánh đập Quốc. Mặc dù Quốc xin về xoay tiền trả nhưng ba của Ba là ông Lộc không cho và dùng dây xích sắt xích chân Quốc lại rồi yêu cầu người nhà Quốc mang tiền đến trả mới cho về. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2018, Công an huyện Lệ Thủy phát hiện vụ việc, vào cuộc xử lý. Số tiền đó mượn trong 3 ngày để đáo hạn. Nhưng 3 ngày không trả thì Quốc là coi bỏ đi, coi là chạy trốn. Thì sau là quá trình thời gian hơn 7 tháng, gần 8 tháng, thì con trai tôi là Trần Việt Ba đưa về để trả lại số tiền cho bản thân tôi. Nhưng Quốc trả lời là tao không có. Thấy là coi là Quốc không trả thì bản thân tôi có xích chân của Quốc lại nhằm mục đích để Quốc để người nhà Quốc đưa tiền về trả cho tôi. Nhưng mà đến là coi là từ ngày 28 là đến ngày 30 thì cơ quan cảnh sát phát hiện ra cho là chi thì điều mưa ăn mấy đâu rồi thì em ham thì nợ bữa em bắt đầu ai là anh kê nợ về trong gia mấy đâu thì trong gia cũng gọi là bị chi về nợ về đâu thì là lên vay tiền về về đâu đưa cho anh về đâu để gọi là ham là trong vòng tháng thì anh ly gì cho anh trả là lý do là 15 điều tiền này nửa nữa đó là sẽ bơ bắt đầu là thì anh sống bơ là anh đi chứ tới ngay đi anh bài tháng anh bỏ đi bài tháng anh về thì em mình bức xúc thì hoạt động các đối tượng cho vay lãi nặng dễ dàng tín dụng đen làm cho cái nhiều gia đình rơi vào cái tình cảnh bế tắc với cái thủ tục cho vay là rất là đơn giản, lãi suất cao nhưng mà thỏa thuận với nhau giữa người vay và người cho vay bằng miệng không qua một thủ tục giấy tờ gì khác cho nên đã thu hút rất là nhiều người. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.